là một linh mục hội thừa sai Paris. Cha Francisco Jacafan lên đường đến Việt Nam đi truyền giáo, chẳng ngại gian lao, biết bao thử thách đang chờ cha mỗi ngày. Lòng thành hăng say cha đến Việt Nam, một miền đất mới, một quê hương mới cha xây đời, niềm tin đao dạng tin mừng. Cha Francisco Jacafan không sợ đầu rơi máu chảy, loan truyền lời Chúa mọi ngày, loan truyền lời Chúa mọi ngày. Cha Francisco Jacafan trung thành đạo Chúa khôn vời, niềm tin yêu Chúa đời đời. Ngài bị xích xiềng chịu đòn roi trên thân, Cha Francisco Jacafan phải chịu tống ngục giam bao lầm than, kim kẹp nung lên, da thịt bị cháy, ôi khổ đau thân người. Cha Francisco một lòng trung kiên, chẳng chút muộn phiền. Một lòng trung kiên, chẳng bỏ đau Chúa bốn ly hình, dùng dây xiết cô tự hình. Cha Francisco Jacafan không sợ đầu rơi máu chảy, loan truyền lời Chúa mọi ngày, loan truyền lời Chúa mọi ngày. Cha Francisco Jacafan trung thành đạo Chúa khôn vời, niềm tin yêu Chúa đời đời. Cha Francisco Jacafan không sợ đầu rơi máu chảy, loan truyền lời Chúa mọi ngày, loan truyền lời Chúa mọi ngày. Cha Francisco Jacafan trung thành đạo Chúa khôn vời, niềm tin yêu Chúa đời đời.